Vâng, cuối năm nay thì nhu cầu mua nhà ở tăng cao. Tại Hà Nội, phân khúc căn hộ chung cư tiếp tục dẫn đầu lượng giao dịch, ghi nhận tại khu vực phía Tây Hà Nội. Tòa này là hết sạch 100% sau khi mà cất nắp ạ. Tòa bên kia thì mới vừa bán 2 đợt thì cũng đã hết gần 50% kỹ hàng rồi chị ạ. Nhiều người dân sau khi thấy lãi suất gửi tiền tiết kiệm xuống thấp kỷ lục chỉ trên dưới khoảng 5% một năm đã tính tới việc mua chung cư. Lãi suất ngân hàng đã về cái mức rất là thấp như này thì mình nghĩ là kênh đầu tư mua nhà chung cư cho thuê cũng là một cái phương án rất là hay. Chung cư mua bây giờ là không phải là cái tiêu sản như ngày xưa nữa, sẽ ổn định về dòng tiền và nó sẽ không có nhiều rủi ro như các sản phẩm đất nền hoặc là những cái sản phẩm đầu tư khác, nên là mình muốn một cái gì nó an toàn hơn. Trong nhiều quý, phía Tây Hà Nội liên tục dẫn đầu lượng giao dịch chung cư, có thời điểm chiếm khoảng 50% lượng giao dịch trên toàn thị trường. Tại phân khu The Sakura thuộc Vinhome Smart City, lượng khách mua để ở và cho thuê chiếm tỷ lệ cao. Theo thống kê từ chủ đầu tư, hiện có cộng đồng 20 quốc tịch người nước ngoài đang sinh sống tại đây. Người nước ngoài người ta đánh giá rất cao về tiềm năng cũng như là về tiện ích hạ tầng và kết nối với lại trung tâm thành phố cũng như là khu công nghệ cao Hòa Lạc. Bán kính có tới là hơn 30 trường đại học cao đẳng, cũng là một nguồn rất là thu hút. Các cái chủ đầu tư cũng đưa ra rất là nhiều những cái chính sách rất là linh hoạt. Có những chủ đầu tư có thể hỗ trợ cái khoản thanh toán thì chúng tôi nhìn thấy là cái thanh khoản nhanh hơn hẳn cũng như là tốt hơn hẳn. Vào thời điểm cuối năm, các chủ đầu tư dự án chung cư vẫn tiếp tục đưa ra nhiều chính sách như hỗ trợ 0% lãi suất trong vòng 2 năm, chiết khấu nếu thanh toán sớm. Báo cáo từ một đơn vị nghiên cứu thị trường cho thấy, chung cư là phân khúc được lựa chọn áp đảo với 73%, còn lại là nhà thấp tầng và các loại hình khác.